Từ trước đến giờ chưa bao giờ được xem một trận đấu quyền Anh mãn nhãn như vậy. Bộ phim lấy bối cảnh năm 2020. Nam chính của bộ phim Charlie là cựu võ sĩ quyền Anh. Khi Charlie còn trẻ, anh là võ sĩ quyền Anh thiên tài, từng có những khoảnh khắc tỏa sáng toàn thế giới. Nhưng dưới những tác động của tình trạng thất nghiệp, thiên tài cũng trở thành tầm thường. Charlie sau khi thất nghiệp trở nên nhếch nhác thảm hại, chỉ có thể dựa vào người máy Ambush tham gia các trận đấu quyền Anh để kiếm sống, thậm chí còn phải đến các vùng quê để chạy xô. Đây vốn là một trận đấu thắng chắc, nhưng Charlie lại quá kiêu ngạo. "Tiểu thư, cô thấy sự lợi hại của tôi rồi chứ? Quay lại, không chơi nữa, tôi nhận thua." Ngay khi Charlie thua sạch, chuẩn bị lên xe bỏ trốn, anh bỗng nhiên nhận được một tin. Bạn gái cũ 10 năm không gặp của anh đã qua đời, để lại một đứa con trai 11 tuổi. Charlie rất thích được làm bố, nên anh đã vội vã tới, nhưng lại phải đối đầu với dì của con trai. Dì của cậu bé chưa từng nghĩ sẽ đưa đứa trẻ con người cha không được học hành tử tế này. Cô thể hiện rằng mình rất giàu có, ít nhất chồng của cô rất giàu. Nhìn họ đeo đầy vàng trên người, Charlie bỗng nghĩ ra một cách để kiếm tiền. "Thật trùng hợp, tôi cũng không muốn dắt theo một thứ phiền toái. Tôi còn chưa từng thấy một sợi tóc của đứa trẻ. Nếu ông muốn thì đưa cho ông đấy, nhưng tôi muốn 100.000 đô la Mỹ." Người dì không thiếu tiền dĩ nhiên đồng ý. Ngày hôm sau đã nhận được 50.000 tiền cọc, bởi vì bọn họ muốn đi nghỉ mát một khoảng thời gian. 50.000 còn lại, sau khi bọn họ trở về sẽ đưa nốt. Vì vậy, trước khi ký giấy từ bỏ quyền giám hộ, hai bố con họ phải ở với nhau. Ông bố sau khi bán con trai xong, đã ngay lập tức mua một người máy mới. Charlie không thể ngờ rằng con trai anh cực kỳ thích người máy. Cô đề ra điều kiện với Charlie: đưa con đi tham gia trận đấu quyền Anh robot, nếu không phải đưa một nửa số tiền của bố cho con. Charlie đương nhiên không đồng ý, tiền bị bố tiêu hết từ lâu rồi. "Đưa con đi xem, đùa bố à, con thì giúp được cái gì?" Cậu bé cũng không vừa, cậu uy hiếp Charlie: "Cho con lên xe, nếu không con sẽ vứt chìa khóa xe đi. Lên xe đi, cảm ơn bố nhé." Không còn cách nào, Charlie đành phải dẫn theo đứa trẻ cùng nhau tham gia trận đấu quyền Anh robot ngầm. Tuy nói hai bố con cùng ra quân, nhưng hai bố con này rõ ràng không cùng một chiến tuyến. Charlie lại thể hiện tính tự cao của mình, không nghe lời khuyên của con trai, một phát cược hết tài sản của mình, trong khi anh còn không đọc hiểu hết được hướng dẫn sử dụng của người máy. Mặc dù chiếm được thế thượng phong, nhưng lại rớt đài ngay lúc quan trọng. Dầu máy màu đỏ giống như máu tươi chảy ra từ trong cơ thể rách nát của người máy, phản chiếu khuôn mặt thất bại của Charlie. Thua không còn gì cả, Charlie lại nghĩ ra cách trốn vào bãi rác, ở đó có rất nhiều người máy bị vứt bỏ, nếu may mắn còn có thể tìm được vài linh kiện có tác dụng. Người bố đen đủi chỉ có thể đội mưa, lén lút đột nhập vào bãi rác, tìm kiếm linh kiện còn có tác dụng khắp nơi. Nhưng đi mãi, bỗng nét mặt của Charlie nghiêm túc hẳn. Anh nhắc con trai cẩn thận một chút. Cậu bé nghi ngờ quay người lại, hóa ra đằng sau là vách núi sâu không thấy đáy, nếu không may trượt chân thì hậu quả cũng không cần phải nghĩ nữa, rơi xuống thì làm sao chứ. "Cứu con." May mắn là một cánh tay người máy thò ra đã móc vào áo cậu bé. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, chỉ cần bất cẩn một chút thì xương cốt có khả năng nát thành từng mảnh. Charlie vội vàng chạy tới cứu con trai lên. Đứa trẻ may mắn sống sót sau họa nạn, vội vã ôm chặt bố của mình không buông tay. Đây cũng là lần đầu tiên hai bố con thân mật như vậy. Sau khi hồi thần, cậu bé phát hiện ra cánh tay robot cứu cậu bé thực tế là một người máy hoàn chỉnh. Sau đó cậu tốn cả một đêm đào người máy lên, tắm rửa thật sạch sẽ cho nó. Cậu bé còn phát hiện ra tên của con robot: Atom. Charlie rất khinh thường Atom, anh liếc mắt là nhận ra nó là một robot luyện tập. Giá trị lớn nhất của nó là có thể hành động giống với chủ nhân của mình, nói trắng ra là một chiếc máy nhái lại. Dùng lời của Charlie thì nó là một robot chuyên chịu đòn, không hề có chút giá trị thực chiến nào. Anh một bên nghi ngờ Atom, một bên lái xe vào thành phố tìm bạn để xem có thể mượn được vài đồng mua một robot khác. Nhưng bạn tốt của anh, FINN, đã nhất quyết từ chối. "Cậu là người tốt, nhưng tôi không tin cậu." Nói trắng ra là ba chữ: không có tiền. Charlie bị phát thẻ người tốt, chỉ còn cách quay về. Cùng lúc đó, Mark luôn tìm cách huấn luyện Atom. Dưới sự kiên nhẫn của cậu, Atom đã có thể thực hiện các động tác đấm bốc tiêu chuẩn. Charlie nhìn thấy cũng phải khen ngợi. Con trai, không tệ, rất giống bố ngày xưa. Cậu bé lại xúi giục bố mình đưa Atom đi thi đấu. Charlie nghĩ nên dỗ đứa bé, vì vậy đồng ý yêu cầu của con trai. Anh cho rằng Atom không qua nổi hiệp đầu tiên đã bị đánh nát rồi, cũng vừa hay khiến đứa bé này hết hy vọng. Nhưng không ngờ, dưới sự chỉ điểm của một cựu võ sĩ quyền Anh, Mark đã điều khiển Atom có thể đánh ngang tay với đối thủ. Bởi vì Atom vốn là một người máy tập luyện, vì vậy cơ thể của nó rất rắn chắc. Dưới sự công kích mãnh liệt của đối thủ, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng, một phát không, đạt được thắng lợi một cách không ngờ, nếm được vị ngọt của chiến thắng. Dưới sự cầu khẩn của con trai, Charlie đã dạy Atom cách đấm bóc. Atom không ngừng ra quyền, thu quyền, mãi mãi không biết mệt mỏi. Charlie nhìn thấy Atom ra quyền, anh lại nhớ về dáng vẻ thời trẻ của mình, cảm giác như được trở về năm đó những ngày tháng anh là một võ sĩ quyền Anh thực thụ. Dưới sự giúp đỡ của Charlie, Atom bắt đầu thi đấu ở các trận đấu ngầm. Atom và Mark ngày càng nổi tiếng, các nhà đài tranh nhau đưa tin. Rất nhanh, họ đã được mời tới một giải đấu, giải World Robot Boxing, giải cao nhất và robot không phải thứ mà những trận đấu ngầm có thể so. tổ hợp robot và đứa bé thu hút tiếng cổ vũ của rất nhiều người, khiến đối thủ của bọn họ không thể chịu được. Nhưng điệu cười khinh bỉ đó khiến mọi người nghĩ rằng họ chỉ đến để xem, quan sát trận đấu mà thôi, còn muốn thắng, đó là mơ tưởng hão huyền. Trận đấu mới bắt đầu, không nằm ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt với thể lực nghiền áp của Twin Cities, đừng nói đến phản kích, đến tự bảo vệ còn không chắc, rất nhanh, nó bị đối thủ ép tới góc đài, từng nắm đấm nối tiếp nhau tới, đây không thể coi là chiến đấu nữa rồi, mà là đơn phương đánh, đây là một trận đấu không có tính hồi hộp. Mắt thấy Atom sắp bị đập thành một đống sắt vụn, Charlie bỗng phát hiện nhược điểm chí mạng của đối thủ, con có nhìn thấy không, mỗi khi nó ra quyền đều có động tác chuẩn bị, cúi đầu, xoay người, đấm móc, một lần nữa, lùi lại một bước. Ngay bây giờ, đấm móc, một người máy được lôi ra từ bãi rác như Atom lại có thể thắng được nhà vô địch quốc gia, đối mặt với chiến thắng đến bất chợt, Mark đã quá phấn khởi. Cậu bé cướp mic của MC, tôi khiêu chiến Rớt, lời nói ngông cuồng của cậu bé đổi lại âm thanh chê cười của khán giả. Rớt là người máy, vô địch giải đấu thế giới, Atom mặc dù là một con ngựa chiến, nhưng nếu so với Rớt thì thực sự là không biết lượng sức mình. Sau trận đấu, chủ nợ cũ của Charlie tìm đến, mặc dù Charlie nói anh có thể trả nợ, nhưng một mình anh không thể đánh lại cả đám. Hai bố con nằm rạp dưới đất, cực kỳ nhếch nhác, cả người đều là vết thương. Trở về chiếc xe tải của mình, Charlie nhận ra rằng là một người bố bị thất nghiệp, cuộc sống trôi dạt như thế này, anh có thể chịu được, bởi vì đây là cái mà anh tự làm tự chịu, nhưng con trai của anh không thể. Cuộc sống như vậy, một người phải chịu là đủ rồi, đơn độc cũng chỉ cần một người là đủ. Bản thân không có khả năng chăm sóc con trai cậu bé nên được chăm sóc cẩn thận, sống một cuộc sống ổn định. Charlie đưa cậu bé về chỗ gì của cậu, nhưng cậu bé nhất quyết không rời xa bố của mình. Còn có bạn của cậu, Atom, đối mặt với yêu cầu của con trai, Charlie nhất quyết không đồng ý. Anh hiểu rằng cậu bé nên sống một cuộc sống ổn định, chứ không phải trôi dạt khắp nơi với mình. Ít nhất con cũng phải nói tạm biệt chứ, bố đã cố gắng lắm rồi, con còn muốn thế nào nữa? Con muốn bố chiến đấu vì con, đó là thứ duy nhất mà con muốn. Charlie không biết phải nói gì, trước mắt anh hiện lên hình ảnh của bản thân mình. Anh có thể chịu được cái đau của việc gãy xương, rụng răng, nhưng khi đối mặt với khó khăn, anh lại không chiến mà lùi. Đối mặt với con trai của mình, anh mới đột nhiên nhớ lại, những năm tháng qua đi của mình, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố. Lúc đó anh mới hiểu ra rằng, rốt cuộc thứ mà con trai muốn là gì, là một người bố, anh nên làm gì. Có thể anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bố, nhưng anh có thể làm. Ngày hôm sau, anh dẫn Atom đến tìm con trai, cầu xin cậu bé tha thứ cho mình. Anh nói với cậu bé, anh đã giành được cơ hội quyết đấu với Rớt. Anh quyết định, dù kết quả thế nào cũng nhất định hoàn thành nguyện vọng của con trai, càng phải chịu trách nhiệm của một người làm bố. Nhảy lên sàn đấu, chỉ cần nhìn cách lên sàn của Rớt là có thể cảm nhận được tính áp đảo của thực lực. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Atom nhỏ bé bị hạ gục từ cú đầu tiên, tiếp theo lại là lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng Charlie đã thay đổi rồi. Anh không còn đổ lỗi vì linh kiện của Atom không tốt bằng đối phương nữa, không đổ lỗi cho lập trình không cao cấp bằng đối phương, không đổ lỗi cho lớp vỏ không toàn diện bằng đối phương. Anh chỉ muốn thắng. Mặc dù khoảng cách về lực lượng của hai bên cách xa nhau, nhưng Rớt cũng không phải không có nhược điểm. Rớt được khống chế bằng máy tính, vì vậy động tác có một vài góc chết. Charlie ngắm chuẩn nhược điểm này, chớp thời cơ làm một cú móc hàm đánh trúng Rớt. Nhờ có khả năng dự đoán và kinh nghiệm của Charlie, Atom không chỉ có thể kịp thời tránh đòn mà còn có thể phản kích lại. Hai bên đánh ngang tay, gặp phải đối thủ đáng gờm, Rớt phải sử dụng tất cả các kỹ năng của mình. Dưới sự tấn công liên tiếp của nó, Atom lại bị dồn vào thế hạ phong. Các nút điều khiển phản ứng bằng giọng nói của Atom bị hỏng, không còn cách nào khác để có thể tiếp tục chiến đấu. Charlie phải sử dụng chức năng của nó để khiến Atom bắt chước kỹ năng đấm bốc của mình. Cùng Rớt đấu trận cuối cùng, trận đấu lại bắt đầu. Charlie không chủ động công kích mà bày ra các tư thế phòng thủ, mục đích là tiêu hao năng lượng của Rớt. Để làm như vậy, Charlie còn lén lút khiêu khích đối phương. Khiêu khích của Charlie có tác dụng rồi. Rớt bắt đầu tấn công một cách điên cuồng, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Nắm đấm của nó như súng bắn tỉa, liên tiếp đập vào cơ thể của Atom, nhưng cùng lúc đó, năng lượng của nó cũng cạn kiệt. Cuối cùng, động tác tấn công chậm dần, tất cả quyết định vào giây phút này. Bắt đầu rồi, Atom bắt đầu phản kích, không ngừng tấn công Rớt, đám trái, đấm phải, móc hàm, từng phát. Tay trái bị đối phương giữ chặt, nó liền dùng tay phải để tấn công. Charlie ra quyền ở dưới đài, giống như anh thực sự đang ở trên sàn đấu. Mark nhìn về phía bố của cậu, sự cảm động đong đầy trong đôi mắt. Các lập trình viên của Rớt không có khả năng điều khiển, buộc nhà thiết kế phải nắm quyền kiểm soát như Charlie. Trận đấu kết thúc. Theo quy định, Rớt nhận được ngôi vị quán quân, nhưng đồng thời, nó cũng nhận được tiếng cười nhạo của khán giả, sự cổ vũ và thừa nhận của mọi người. Dành tặng cho hai bố con và Atom, bọn họ mới là nhà vô địch chân chính trong lòng mọi người. Dưới ánh sáng chớp liên tục của máy ảnh, hai bố con ôm nhau thật chặt. Vào lúc này, bọn họ cuối cùng đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Cũng vào lúc này, một người bố đã truyền cho con mình một trái tim nhiệt huyết. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đây không phải là một kết thúc hoàn mỹ, nhưng cái mà nó muốn nói là dáng vẻ mà ước mơ và cuộc đời nên có. Cậu bé có thể sẽ không đi với bố mình nữa, mà sống một cuộc sống ổn định. Charlie có thể sẽ tiếp tục sống một mình, trôi dạt khắp nơi, nhưng vậy thì có sao? Ý chí của người bố đã được tiếp lửa bởi người con trai mình. Đây là lực lượng dám đối mặt với khó khăn vì những gì mà mình yêu quý. Có lẽ đây chính là sự lãng mạn của người đàn ông. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.